Chào các bạn, mình là Đạt. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về FPL. Trong những năm mà mình chưa biết á, thì mình thấy có nhiều bạn hay hỏi là mình đang dùng FPL tự nghiệm thì mình có nên học công thức hay không? Hoặc là mình nên dùng FPL tự nghiệm hay là FPL cơ bản, nâng cao hay là bốn hướng? Hoặc là mình đã học FPL tự nghiệm rồi thì mình nên học gì nữa mọi người? Các bạn hỏi như vậy là các bạn chẳng hiểu gì về FPL. Vì vậy, trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn về FPL tự nghiệm cơ bản, nâng cao và bốn hướng. FPL có 167 trường hợp, trong đó có 41 trường hợp FPL cơ bản và 126 trường hợp FPL nâng cao. Nếu mà các bạn thắc mắc tại sao lại có 167 trường hợp FPL, thì các bạn hãy xem video này của Jay Pham. FPL cơ bản là 41 trường hợp FPL cơ bản mà chúng ta đã học rồi đó. Đây là hình ảnh 41 trường hợp này. Và mình đã làm video 41 trường hợp này rồi, video số 16, số 7, số 18. Nếu các bạn chưa xem thì hãy xem video này. FPL nâng cao là tận dụng các empty slot để giải FPL ít bước hơn. FPL nâng cao có 3 dạng. Dạng 1 là FPL cơ bản, tận dụng empty slot. Dạng 2 là keyhole. Và dạng 3 là pseudo slotting. Video về FPL nâng cao thì mình đã làm rồi. Nếu các bạn chưa xem thì hãy xem video này. Tiếp theo, mình sẽ phân biệt sự khác biệt giữa FPL cơ bản và FPL nâng cao. Đây là FPL cơ bản nha các bạn. Còn đây là FPL nâng cao. FPL cơ bản á, thì các bạn thấy 1, 2, 3. 3 slot này nó full rồi, nó đầy rồi, nó đã giải rồi. Còn cái này là empty slot, slot này chưa giải. Mình cần giải cặp này, đưa cặp này nè, vô đây, đó. Còn FPL nâng cao á, thì mình thấy 1, 2, chỉ có 2 slot này giải rồi thôi, là full slot á. Còn hai slot này nó chưa giải là empty slot, slot rỗng. Các bạn thấy sự khác biệt không? FPL nâng cao á, là nó có ít nhất hai slot rỗng, empty slot. Còn FPL cơ bản á, nó chỉ cần một empty slot thôi, đó. Và mình giải FPL cơ bản cho bạn coi nè. Đó. Tiếp theo là mình giải FPL nâng cao. Trường hợp này mình sẽ tận dụng empty slot để giải ít bước hơn. Các bạn thấy không? Mình giải FPL nâng cao ít bước hơn, còn FPL cơ bản nhiều bước hơn. Nhưng á, để mà sử dụng FPL nâng cao á, bạn phải có hai slot trống. Nằm ở đây nè, hoặc ở đây, hoặc là ở đây. Còn FPL cơ bản á, mình chỉ có một slot thôi, nên mình bắt buộc phải dùng FPL cơ bản. Bây giờ mình sẽ xem xét lại ví dụ 1. Ví dụ 1 là trường hợp này. Hồi nãy mình ví dụ rồi. Đây, đó là thế không? Mình thấy là FPL nâng cao á, mình sẽ giải ít bước hơn khi có empty slot. Vậy bây giờ mình sẽ áp dụng công thức này, công thức FPL nâng cao á, vào FPL cơ bản xem sao. Là trường hợp này nè. Mày thấy không? Giờ mình giải lại nè. Đó. Mình sẽ áp dụng công thức này qua đây. Đó, bạn thấy không? Mình giải rồi, nhưng mà cái cặp này nó bị văng ra ngoài, mày hiểu không? Bởi vậy, mình không thể áp dụng FPL nâng cao cho FPL cơ bản ở trường hợp này. Nó có một empty slot thôi, mình không thể áp dụng được. Và như vậy, các bạn có thể thấy được sự khác biệt giữa FPL cơ bản và FPL nâng cao. Ở ví dụ 1, thì mình đã sử dụng dạng 1 của FPL nâng cao, là FPL cơ bản tận dụng empty slot. Nó sẽ giải ít bước hơn so với FPL cơ bản thông thường. Còn ví dụ này, mình sẽ giải FPL nâng cao bằng keyhole nha các bạn. Các bạn thấy là empty slot nè, đó. Còn cái này, nó không có empty slot. Mình sẽ giải FPL cơ bản cho bạn coi. Đó. Còn đây, mình sẽ sử dụng keyhole. Cách áp dụng keyhole á, là mình sẽ thấy một viên cạnh đúng nè. Và cái empty slot đây, mình sẽ đưa viên góc này vô đây nè. Mình đưa vào bằng cách mình sẽ đưa cái layer này qua đây, đưa cái khe này qua đây. Đó, mình thấy không? Rồi mình đưa viên góc này vô đây. Đó, rồi mình trả về. Đó, đó là keyhole. Bây giờ mình sẽ ví dụ trường hợp, mình sẽ áp dụng công thức căn bản vào trường hợp này. Trường hợp nâng cao á, đây nè. Đó, bạn thấy không?
mình vẫn áp dụng bình thường. Bây giờ mình sẽ ví dụ trường hợp này. Mình sẽ áp dụng key hole vào trường hợp này. 1, 2, 3. 3 full slot rồi. Có mỗi cái này empty thôi. Mình đưa viên gốc này. Viên gốc này nè, đưa đây nè. Mình đưa layer qua đây. Đó, đưa viên gốc như đây. Trả về. Đó. Các bạn thấy không? Nó băng cái viên cạnh ra ngoài rồi. Đó. F24 hướng có hai loại. Một là F24 hướng cơ bản và hai là F24 hướng nâng cao. F24 hướng cơ bản được mở rộng từ F24 cơ bản và F24 hướng nâng cao được mở rộng từ F24 nâng cao. Ví dụ, đây là trường hợp F24 cơ bản. Mình giải như sau nè. Giả mặt F á. Đó, mà thấy không? F24 hướng cơ bản. Mặt F nè. Bây giờ mình giải mặt L đi, mặt L nè. Đưa cặp này vô đây. Đó, mày thấy không? Còn mình giải mặt R đi. Mặt R nè. Đó. Còn đây là F là 4 hướng đường cao. F là 4 hướng cơ bản và F là 4 hướng đường cao nó không khác nhau đâu bạn. Chẳng qua F là 4 hướng đường cao nó sẽ tận dụng empty slot. Ví dụ đi, mình giải mặt F á thì nó y chang cái trường hợp cơ bản thôi. Đây nè, mặt F nè, trường hợp này. Đó, bạn thấy không? Y chang hồi nãy thôi. Còn mặt R á thì nó hơi khác chút. Hồi nãy là mình giải như thế này nè. Đó, bạn thấy không? Còn mặt R á thì mình sẽ tận dụng empty slot. Đưa cặp này vô đây, qua đây nè. Đó, bạn thấy không? Chưa học rồi nè. Đó. Tiếp theo là ví dụ thứ hai về F là 4 hướng. Đây là F là 4 hướng cơ bản nha các bạn. Đây cặp này nè. Mặt F nè. Mình giải như sau. Đó. Còn mặt R á, mình giải như sau. Đó. Mặt L với mặt bờ tương tự như vậy thôi các bạn. Còn F là lên cao á, trường hợp này mình sẽ sử dụng keyhole. Keyhole á, mặt F nè. Mình đưa cái layer này, cái khe này nè, qua đây. Đó. Rồi đưa viên gốc này vô đây. Đó. Còn mặt R nè. Đưa khe này qua đây. Đó, bạn thấy không? Thì mặt L với mặt bờ cũng tương tự như vậy. Vì vậy các bạn thấy là F là cơ bản á, nó có 41 trường hợp nhưng lại có 164 công thức về F là 4 hướng, vậy hiểu không? Nó có 41 trường hợp thôi nhưng lại có 164 công thức, bởi vì nó 4 hướng khác nhau mà. Một trường hợp có 4 hướng giải khác nhau. F là lên cao nó có 126 trường hợp thì nó có 504 công thức và tổng cộng lại nó có 668 công thức tương ứng với 167 trường hợp. Và cách tự nghiệm F là 4 hướng thì mình đã làm video rồi. Nếu các bạn chưa xem thì hãy xem video này. Mặc dù mình chỉ hướng dẫn tự nghiệm F là 4 hướng cơ bản thôi, nhưng tự nghiệm F là 4 hướng đường cao nó cũng y chang vậy thôi, nó không khác nhau đâu bạn. Và cuối cùng là F là tự nghiệm. F là tự nghiệm có nghĩa là bạn tự nghĩ cách giải của một trường hợp F là bất kỳ. Nhưng bạn cần nhớ rằng cho dù bạn tự nghĩ ra cách giải của một trường hợp nào thì nó vẫn là một trong 167 trường hợp FL, bạn hiểu không? Ví dụ trường hợp này đi. Trường hợp này là F là lên cao đó các bạn. Đây nè, bạn thấy cam, viên cạnh cam xanh lá nè. Và viên gốc này, đó. Mình sẽ giải cặp này nè, đưa đây nè. Ở mặt B nha các bạn, mặt sau nè, thấy không? Này mặt F nè, này mặt sau nè. Cái này là F hay là 4 hướng nâng cao. Nâng cao là bởi vì nó có slot đây nữa. Empty slot nè. Tận dụng empty slot để giải cái này. 4 hướng á là mình ra mặt sâu, mặt B. Vì vậy mình gọi là F hay là 4 hướng nâng cao. Cách giải như sau. Mình tự nghiệm thôi. Mình đưa bên cạnh lên đây nè. Rồi đưa cặp này qua đây. Bạn thấy không? Rồi mình trả về.
và đưa qua lại đó. Rồi mình đưa cặp này dưới đây đó, bạn thấy không, đọc lại cho bạn coi nè. Đưa cặp này dưới đây đó, mình tự nghiệm thôi. Tiếp theo là trường hợp này, trường hợp này là FL cơ bản thôi. Bạn thấy là 1, 2, 3, 3 slot này full rồi, bạn hiểu không? Và trường hợp này á, thì mình giải mặt mặt B đi, mình giải bốn hướng á, bốn hướng cơ bản. Trường hợp học rồi nè, thì mình sẽ giải như sau, mình sẽ giấu viên góc này ở đây nè, đó bạn thấy không? Rồi đưa viên cạnh này qua đây, rồi đưa viên góc lên đây lại, đó, rồi u cái. Bạn thấy nó giống hồi nãy không? Giống hồi nãy mình làm đây nè, nâng cao á. Đó. Tiếp theo là cách học FL hiệu quả. Thì cách học hiệu quả là các bạn hãy học theo sức mình thôi. Ví dụ là ở Super 30 á, thì các bạn học 41 trường hợp FL cơ bản. Super 25 cũng vậy. Còn Super 20 á, thì các bạn vẫn học 41 trường hợp FL cơ bản, nhưng mà các bạn hãy học 2 hướng, 3 hướng, 4 hướng rồi. Còn Super 15 á, thì chúng ta học FL 4 hướng. Còn Super 12, 13 á, thì mình bắt đầu học FL nâng cao. Ngoài ra, tự nghiệm FL cũng là một cách học hiệu quả. Bạn phải thường xuyên sử dụng tư duy của mình, sử dụng đầu của mình để tự nghiệm các trường hợp FL. Và các bạn phải dành thật nhiều thời gian để tự nghiệm các trường hợp FL. Ví dụ trường hợp này đi, thường thì một ngày mình dành khoảng 1-2 tiếng để tự nghiệm các bạn. Trường hợp này các bạn thấy là hai mẫu nhau nè, một cao với nhau nè, thấy không? Thì mình sẽ áp dụng công thức của trường hợp này. Bạn thấy trường hợp này không? Nó có hai mẫu nhau nè, học rồi nè. Thì mình sẽ đưa viên cạnh này lên đây. Đó, bạn thấy giống trường hợp này không? Rồi mình sẽ giấu viên gốc này, đưa vô đây. Đó, trường hợp cơ bản. Đó, khi bạn tự nghiệm được một trường hợp FL bất kỳ thì bạn phải luyện finger trick và looker head song song luôn thì mới có tiến triển được. Thời gian mà bạn dành để mà luyện finger trick và looker head cũng như là tự nghiệm FL á, nó sẽ phản ánh được trình độ của bạn. Nếu mà bạn không chịu tư duy để mà nghĩ các trường hợp để mà tự nghiệm FL này nọ thì bạn không bao giờ có thể cải thiện được thành tích của mình. Giữa một cuber chỉ dành 1 tiếng đồng hồ một ngày để luyện Rubik và một cuber dành 3-4 tiếng một ngày, nó khác nhau lắm bạn. Chính sự khác nhau về thời gian luyện tập thì cũng dẫn đến sự khác nhau về thành tích của họ rồi. Và bây giờ mình sẽ để cái bảng phân biệt các khái niệm FL này để cho các bạn xem. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì like, subscribe. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Video tiếp theo mình sẽ nói về tình trạng chơi Rubik của các cuber.